Hello, xin chào mọi người. Trong video về Kubernetes này thì mình sẽ chia sẻ cách để tạo một cái pod thông qua cái giao diện command line với kube control, kubectl. Thế thì ở trong thế giới của Kubernetes ấy. Thế thì nếu như trong Docker thì mình quản lý các cái Docker container một cách là trực tiếp. Thế thì còn ở trong cái thằng Kubernetes ấy. Thì mình sẽ quản lý các cái Docker container của mình Thông qua một cái object Một cái higher level object Là port Thế thì trong một cái Kubernetes port ấy, Thì một port có thể chứa là một Hoặc là nhiều Docker container Tức là cái ứng dụng của chúng ta Chúng ta vẫn đóng gói nó thành image vẫn triển khai nó thành các cái Docker Container Tuy nhiên là nếu như chúng ta sử dụng Kubernetes Thì chúng ta sẽ quản lý các cái Docker Container của chúng ta Thông qua Cái Kubernetes Port Đấy. Thế Thì bây giờ mình sẽ thử Demo cho các bạn để cho mọi người hiểu rõ hơn nha Ok hiện tại mình đang ở trong giao diện terminal Thế thì để kiểm tra xem là thằng Kubernetes của mình đã chạy ổn định chưa thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là kube control QB ctl à, version giống như là docker version đấy đây là kube control version enter ok các bạn có thể thấy là mình đã có là client version và server version nếu như hiển thị ra cả hai này thì tức là kubernetes của chúng ta đã chạy Ok rồi Bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo một cái port Để tạo port Thì mình sẽ sử dụng lệnh sau Q Control QBCTL Run Đấy. Run cái gì? Run một cái port Bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái port của mình Ví dụ như là Hello QB Đấy. Sau cái tên cái port này thì mình sẽ Specify tức là mình sẽ chỉ thị là cái port này sẽ chạy các cái image nào. Mình sẽ dùng cái option là trừ trừ image. Image này nó chính là cái docker image của chúng ta đấy. Thế thì cái docker image mà mình sẽ sử dụng để chạy cái port hello kube này sẽ là nginx, nginx. Ok. Đây là toàn bộ có lệnh hoàn chỉnh của chúng ta cube settler run. Hello cube là tên của cái port. Port này sẽ tạo một cái docker container. À port này nó sẽ chứa một cái docker container. Docker container này sẽ chạy cái image là Nginx. Đấy. Rồi mình enter. Ok. Sau khi chạy xong lệnh này để kiểm tra xem là mình đã Tạo được cái port chưa Thì mình sẽ sử dụng cái lệnh sau Là Cube CTL Get Port Ok các bạn có thể thấy ở đây là Chúng ta đã có một cái port Tên là Hello Cube Theo sau là một cái chuỗi ngẫu nhiên Trạng thái của nó là Running Đấy Các bạn có thể thấy ở đây Ready là một trên 1, /1 tức là mình chỉ chạy là một pod thôi. Thế thì như chúng ta đã biết thì thằng thì cái pod này, này, thằng Kubernetes pod này nó sẽ chứa các cái nó sẽ giúp chúng ta quản lý các, các cái docker container. Tức là về bản chất thì chúng ta vẫn là chạy docker container nhưng mà chúng ta sẽ quản lý nó thông qua port chúng ta có thể kiểm tra xem là chúng ta đã có cái Docker container mà chạy cái image nginx này chưa bằng cái lệnh quen thuộc là Docker PS đó các bạn có thể thấy là khi chúng ta chạy cái lệnh này để tạo một cái port là Hello Cube thì bản chất là chúng ta vẫn là khởi chạy một cái Docker container sử dụng image là nginx các bạn có thể thấy ở đây là trạng thái là up ở báo ở minute này, Đấy. tức là về bản chất là chúng ta cho đến cuối cùng ấy, là chúng ta vẫn tạo là docker container, chỉ có điều là trong thế giới trong thế giới của Kubernetes thì chúng ta sẽ quản lý docker container này một cách gián tiếp thông qua cái port